Thì đâu em chả cái gì cả. Anh có láo mày có về được không? Bọn em đi trên đường về đây chẳng có gì cả. Anh chưa nói một câu phạt nào nhá. Mày quay không? Nói mày này, đúng rồi đây. Anh cứ nói đi, em đứng từ xa mà. Mày đừng để tao điên lên nhá. Anh nói phải nghe nhá. Thì anh cứ nói đi, em đứng từ xa em nghe. Mày có làm việc không? Anh chỉ hỏi mày có làm việc không? Người cầm lái là cầm việc, em làm việc gì với anh đâu. Ôi. Cháu con đấy. Lập lỗi gì, lập biên bản tại đây luôn. Ok. Anh xuống rồi, anh chào em. Có gì đấy? Ơ, sao đây anh? Có gì đấy? Anh đứng từ xa luôn mà, sao đấy? Sao đây anh? Anh đứng xa xa em ra thôi mà. Anh xa anh ra. Ôi. Đứng xa anh ra. Đừng có tí không vậy anh? Anh đi xeo em. Đi xeo tao ạ. Đây. À, đi cướp súng à? Hả? À, đi cướp súng đúng không? Em chả làm gì cả, anh đi qua em. Đấy, đánh mà đi. Đúng không? Trời ơi, mày là người cầm lại. Hả? Mày là người cầm lại mà. Đúng rồi, xong rồi. Đứng ở đây anh bảo. Đứng ở đây anh tắt máy đàng hoàng. Anh nói chuyện nghiêm túc. Anh chưa phạt em 1.000 nào đâu. Rồi. Dạ. Xuống xe anh chưa, anh chào hỏi các em, anh mới kiểm tra giấy tờ thôi. Còn cái gì cái trong cái lý nó có cái tình em ạ. Nhá. Với cái mức độ vừa phải cho phép thôi, còn em đừng làm thế nó quá đáng đấy. Anh bảo em tắt máy đi. Thôi để em gọi. Em tắt, anh xin phép tắt nó. Anh nói với em này. Anh rất nghiêm túc với em nhá, đừng để anh quá đáng lên. Đứng vào đây anh nói chuyện bình thường. Anh cứ nói đây thôi, em đứng anh đây. Bảo đứng vào đây nói chuyện bình thường. Em sợ như nước nãy lắm. Anh không bao giờ anh làm được cái trò đấy. Đó là mày đàng hoàng với anh đàng hoàng mày. Em sợ. Em có làm việc với anh không? Không. Em chỉ là người ngồi sau thôi. Anh đang nói chuyện với em rất nghiêm túc. Okay. Đó. Con người ấy không ai làm đúng tất cả cả. Nhá, những cái gì có mức độ vừa phải thôi. Em nhá. Anh xuống anh kiểm tra em, chưa phạt em một cái nào đâu. Em xuống em trình bày cho hẳn hoi, em xuống em thái độ như thế không tốt đâu. Thì em cũng trình bày là em vừa bị tai nạn. Thì em nói bình thường thôi, thì anh kiểm tra xong anh cho em đi. Sao đâu mà em cũng phải căng thẳng lên làm gì. Em cũng trình bày là anh đang hỏi em là tại sao em lại căng thẳng lên làm gì. Em không căng thẳng. Anh đã căng thẳng với em chưa? Em không căng thẳng, em rất là bình thường. Tự dưng anh bảo anh đã căng thẳng với em chưa? Em rất là bình thường mà. Thế bây giờ ý em như nào? Em nhờ như nào? Về ý em như nào? Nếu mà bị lỗi gì anh hai mấy anh cứ... Em tắt máy đi. Ở đây anh bảo thế nào? Đừng có live stream kiểu đấy chứ. Mày có tắt máy không? Tắt máy không? Tắt máy! Tắt máy! Giờ đây anh bảo đây. Không, này thì không được rồi. Tắt máy đi. Thì chung là anh bảo tắt máy đi. Mày cái thằng này, mày cứ làm mất thời gian của anh. Anh nói rất nghiêm túc đấy. Nói chuyện đàng hoàng. Anh Đại ơi. Anh Đại từ em cả hai với. Tắt đi ra đây anh bảo tắt máy đi. Tắt máy là các anh lại gặp em. Các em gặp giấy tờ. Xe đây đi về. Tắt máy đi rồi đi về. Về quá thì mất thời gian, ông cứ làm mất thời gian. Tôi sẽ anh rất bình thường với cả em luôn. Để một người nói. Cái gì nó có mức độ thôi em ạ. Ra đây mở em. Ra đây. Mày hỏi thằng bạn mày xem em như nào. Em thấy sợ. Ra đây mở. Anh bảo tắt máy đi. Thôi được rồi, ra đây mở. Tắt đi rồi đi về. Anh bảo cho là không. Em sợ anh đấy.
vừa đạp nãy vừa đạp em một đạp vừa đá em một đá đấy tờ nó cầm từ lâu rồi anh bảo em cầm rồi anh tắt đi rồi đi về anh đã nói thế là bạn đã cầm giấy tờ rồi không phải là gì hết đâu không cứ đi ra lại cứ đi thôi thì tắt đi em đi về bạn em đi trước em đi sau. Tắt đi rồi đi về. Em cũng đi đường thôi. Mở ra, xóa đi rồi đi về. Em phát được tiếp. Xóa đi rồi đi về. Ừ, anh biết là phát được tiếp nhưng mà táo giao thông của bọn em. Anh biết rồi nhưng xóa đi rồi đi về. Thôi được. Anh em đi. Không lập, không lập. Em cứ đi thẳng thằng bạn em đi như thế nào, lập biên bản như nào thì lập. Ừ, xóa đi rồi đi về. Em vừa đến xong bảo vừa em vừa bị tai nạn thì gãy gương. Tôi em trình bày cho anh như này nhá. Em trình bày cho anh như này nhá. Lúc nãy là em bị được gãy gương bị tai nạn. Nên là em đang vội đi với cùng đoàn. Em không kịp đội, em là người ngồi sau. Em không kịp không nói cái việc đấy nữa anh ơi. Bây giờ tránh cái việc căng thẳng cả hai bên em xóa mở ra xóa đi rồi đi về. Anh đã nói thế rồi. Khẩn trương lên em. Đi em. Anh nói thế rồi tôi mở tắt đi khổ quá cái thằng này mở ra xóa đi tắt xóa đi em xóa đi em mới tắt đi khẩn trương lên em làm mất thời gian của cả hai bên em khổ anh nói cả em đứng vào đây anh nói cả em rất nghiêm túc em đứng từ đây thôi nhưng mà thích như nào em mày thích như nào mày thích như nào mày chạy đi đố mày tao cho mày chạy luôn mày thích làm kiểu này với tao tao cho mày chạy luôn em ơi tao cho mày chạy luôn câu chuyện nó căng thẳng ra em anh nói thế rồi ấy chứ